Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe gian XKSL 1, một chiếc xe gian cao cấp nhất của dòng XKSL rồi, của dòng touring đường phố em đã giới thiệu rất nhiều. Và hôm nay là một chiếc xe cực kỳ mới các bác nhé. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, và chiếc xe có màu đen xanh, những đường chỉ đỏ rất là khỏe các bác nhé. Sơn đen sần. Vâng. Gian XKSL 1. Vâng, em sẽ lướt qua tổng thể nước sơn của xe. Như các bác thấy trên màn hình đây thì cực kỳ mới. Đây là vết xước ở cái ly lông chắn đĩa các bác nhé, à chắn xích các bác nhé. Các bác có thể bóc cái lớp ly lông này ra thì coi như là như mới rồi. Đây không phải xước ở khung xe đâu, cả cái ly lông này. Đây các bác có thể thấy ly lông dán hết cả cái chỗ chắn đĩa, à chắn xích. Đùi đĩa Shimano 3 tầng. Hình thức khung thì cực kỳ mới. Đây các bác có thể nhìn thấy. Đây càng xe. Cái nước sơn này thì các bác đi đường bụi bẩn thì chỉ cần lau qua là xe đã sạch rồi. Vâng. Xe được trang bị dây âm sườn cao cấp. Những chiếc xe cao cấp thì thường dây đi âm sườn. Vâng. Gian XKSL 1. Xe có size S của các bác từ 1m6 đến 1m7. Đây, xe để size F đây. Công nghệ nhôm alloy độc quyền của Gian. Và đây chiếc xe này thì alloy SL các bác nhé, là cao cấp hơn alloy bình thường. Vâng. Cho xe siêu nhẹ vào về. Các bác có thể lên Google để search thêm về công nghệ nhôm của chiếc xe Gian này. Cọc yên và yên nguyên bản của Gian. Yên thì rất là mới các bác. Đây các bác có thể thấy đây. Chiếc xe rất ít sử dụng. Ghi đông cổ phốt của nguyên bản của Gian. Phản quang trước sau đều nguyên bản theo xe hết. Đây là logo của Gian đây. Tay nắm cao su của Gian, tất cả đều đồng bộ nguyên bản hết. Vâng. Xe sử dụng tay bấm xả Shimano Aririo. Bên này là bên lip 9 tầng, bên đĩa 3 tầng cho xe 27 tốc độ. Vâng. Tất cả của Shimano các bác nhé, của Nhật, bộ chuyển động của Nhật. Mayer bạc đạ nguyên bản theo xe. Cả chi tiết xe thì rất là mới. Sử dụng bộ phanh dầu Shimano, phanh dầu thủy lực. Đĩa các bác có thể nhìn hình thức đĩa đây, đĩa phanh đây. Xe ít đi thì đĩa phanh nó không có dấu hiệu mài mòn nhiều, rất sáng và bóng đây, rất mới. Hình thức lốp đây, đây xe được trang bị lốp chọc các bác nhé, phù hợp các bác đi đường phố, đi thể thao. Vâng, và em sẽ quay thông số lốp.
Đây, tất cả thông số lốp của xe đây. 700 nhân 28C. Vâng. Sử dụng bộ vành cặp của Lan. Đồng bộ theo xe đây. Gạt đĩa. Tất cả của Shimano các bác nhé. Đây, đùi đĩa, gạt đĩa, líp, xích. Đây cái chắn chắn líp đây. Hầu như không một vết bẩn nào cả. Xe rất ít đi nào. Cái này nó không bị phai màu theo thời gian các bác nhé. May ở đằng sau may ở bạc đạn. Nhưng mà cặp may ở bạc đạn rất là cao cấp đây. Chủ đề Shimano Alivio. Đây, cái sản xích thì rất là mới. Vâng. Vành sau cũng nguyên bản của Gian X2, Gian X2 đây. Vâng. Dòng xe đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Chuyển động. Vâng, như em vừa giới thiệu thì xe sử dụng 9 tầng lip. 9 tầng lip này thì còn rất là mới. Rất bóng này. Lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt. Sử dụng nguyên group của Shimano Alivio. Vâng. Chuyển động rất tốt các anh. Đúng kia. Vâng, chuyển động rất tốt. Lên đĩa. Vâng vậy ạ. Xe có size S rồi. Bây giờ sẽ đo cm của size của xe. Vâng, và xe có size 47, 47, 48. Vâng. Của các bác từ 1m6, 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Chiếc xe touring đường phố rất là cao cấp của Gian. Giá kêu là 1. Vâng, chuyển động rất là tốt các bác. Quay rất bon. Vâng, đây là bộ phanh dầu sau của Gian này, của xe đây. Shimano. Hình thức đĩa. Vâng, và chiếc xe Gian XKL1, một dòng xe cao cấp nhất của dòng Gian XKL đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp, mức giá 9,3 triệu. Miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm, các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.